Hello Đình Thái, chào các anh. Hôm nay em sẽ gửi tới các anh số đá mài, những dòng đá mài của Nhật, hàng những cái viên có một vài viên đã qua sử dụng, những viên nào mà đã qua sử dụng rồi có dấu sử dụng thì em sẽ nói, còn không thì là tất cả những cái đồ em bán là hàng đang còn lưu duyên, vứt bỏ nha, vứt bỏ bãi, đang còn chưa sử dụng tới. Rồi lần đầu tiên Đình Thái xin cảm ơn tất cả mọi người. Những cái đơn hàng các anh đặt thì em đã gửi rồi. Cảm ơn và cầu chúc sức khỏe và bình an cho tất cả mọi người. Hôm nay em gửi tới các anh những cái mục này trước rồi ha. Đó. Cái mục này các anh lưu ý giúp em nha. Còn đây là số điện thoại đây. Đó, hôm nay em làm cái số điện thoại to như thế này luôn để cho các anh tiện theo dõi luôn. Rồi em sẽ để ở nơi những cái viên đá đó hay những cái phần đó để cho anh tiện theo dõi để alo cho em. Đó. Chứ còn khi mà em đang bán rồi thì em không có mở trên cái mục bình luận nhé. Em chỉ chờ số điện thoại và Zalo thôi. Đó. Điện thoại và Zalo là hai cái mục này thì là nó nằm trên một số thôi, 0903588867. Rồi em gửi tới các anh. Dầu Mỹ thì em vẫn còn nha các anh nhé. Em còn hai màu nhé. Dầu Mỹ thì em còn hai màu đó. Cái màu thì để lại vân gỗ. Còn màu này là màu cánh gián nha. Em còn lại hai màu này thôi. Đó. Cái số lượng thì em vẫn còn nhiều nha, nên là các anh cứ vào coi cái clip của em đó, rồi các anh cứ ủng hộ một lon về để cất đó để dùng, vì nó không có đát, nó người ta không có để đát, nên là các anh cần là lấy ra là cứ xoa cho nó thôi, vậy là xong rồi. Cái số điện thoại của em đây, em sẽ để những cái phần ở chỗ này nè, chỗ nào mà cảm thấy thích hợp nhất thì em để đó để các anh coi. Em gửi tới anh canh số đá lần đầu tiên thì cái vào cái mục cái số đầu tiên thì em gửi tới cho anh cái con quay này hả, cái con quay nhám này, cái miếng nhám này nha, miếng nhám này lu á, nó dùng cho cái máy lu á các anh nè. Các anh nào có máy mà trục dài hoặc là về cắt ra làm đôi cũng dùng được hả. Cái đường kính của nó là 120 các anh nè, đường kính của nó 120, còn cái bảng của nó là 10 nha các anh nha, 100mm nè, 120mm nè. Còn cái độ nhám của nó, còn cái độ ráp của nó thì là nó mất, nó không có để thông số nơi đây các anh nha. Nhưng mà em thấy cái ráp của nó cũng lớn đó các anh ơi. Cái ráp của nó cũng lớn đó các anh ạ. Ráp này không biết là ráp bao nhiêu nữa, ráp 80 hay ráp, em nghĩ chắc cầm ráp 80 hay ráp 120 gì đó các anh ạ. Dùng để phá nha các anh nha. Hàng nó còn nguyên zin này các anh nha. Đó, hàng chưa sử dụng nha các anh nha. Một. Con số 1 này là 200 như vậy nhà nha các anh nhé. Em bán đã bao ship luôn. Bây giờ em tích hợp, em tích hợp vô cái giá ship và cái giá bán luôn vô là 1 để gửi tới các anh, không phải bận tâm tới vấn đề tiền ship nữa. Tiền ship để em lo. Anh nào nhắm có thể lấy được, ủng hộ được cho em thì cứ việc chốt hàng. Chẳng hạn như cái này 200 là 200 đó, các anh nhận hàng là 200 đó. Rồi tới cái mã số 2, em bán còn lại được 2 miếng này ha. Còn lại hai miếng, còn lại ba miếng này thì anh nào lấy ủng hộ em luôn đi cho nó hết đi. Cái miếng này là nó là đường kính nó là 200 nè, 120 nè các anh nè. 120, còn cái miếng này nữa là đường kính của nó là 127 nè. Là còn lại được hai miếng nè. Còn cái miếng này thường thường thì em thấy rằng là cứ nó không có thích hợp với cái lỗ cốt á, nên là các anh không có làm được. Nên là giờ em đang bán luôn, anh nào khéo tay về cho nó miếng ván vô trong này thôi. Mài miếng ván khoan cái lỗ cho nó. Và dán keo vô để sử dụng thôi các anh ha. Cái độ dày của nó là 2 phân rưỡi các anh nè. Còn mấy cái này thì hai miếng này cũng vậy luôn các anh, 2 phân rưỡi các anh nha. Nó 2 phân rưỡi, độ dày của nó là 2 phân rưỡi nè. Đó, theo chia sẻ thì các anh nha, có những anh mà đã dùng rồi á, thì là sau đó là xài 10 năm nó chưa hư. Vì đến khi mà nó mòn rồi á các anh. Thì có anh ở Đồng Nai, anh chia sẻ như vậy để nói với khách hàng thân thiết, thì là khi mà chúng ta mài cho nó thấy nó không còn ăn nữa thì các anh lật ra ha, lật này ra, lật ra rồi đưa cái con dao giấy vô đây, cắt bỏ đi một miếng, đồng nghĩa rằng là cái vòng tròn này nó sẽ nhỏ lại một chút thì nó sẽ lòi ra nhá, lòi nhám ra đó. Khách hàng đã chia sẻ như vậy, em chưa có vệ sinh đâu nè. Khi mà em đang bán xong rồi á, thì lúc đó thì khi mà các anh chốt hàng thì em sẽ làm sạch sẽ. Đó, sạch sẽ và bóng rồi nhưng đẹp lắm. Đó. Miếng này nữa là 3 miếng nha. Đó, đường kính của cái miếng này
đường kính của miếng này là tới 165 các anh nha. Nó lỡ cỡ như vậy đó. Rồi, 330 nha các anh nha, 3 miếng 330. 3 miếng 330 các anh nha. Về đến nhà các anh nhận cho em. Cho nó hết đi. Rồi tới số 3, số 3 em gửi tới anh một cặp đá mỏng này ha. Một cặp đá mỏng. Một viên đá đỏ để các anh mài mài lưỡi cưa này ha. Mài lưỡi cưa nó 7 ly nha các anh nha. 7 ly. Cái viên này là 6 ly rưỡi. Còn cái viên đá đỏ này là 7 ly. Để em coi cái thông số nó còn này, 150 nhân cho 6,4. Nó là 6,4 các anh nha. Nó là 6,4 chứ không có... Đúng rồi, 6,4 các anh. Đó, thằng nào chắc nó cũng vậy, cũng giống nhau. Cũng 6,4. Rồi nhân cho 15,88 là có nghĩa là gần 16. Có nghĩa là đường kính của nó 15. Nó ghi như vậy nhưng mà không phải vậy. Còn cái viên này nó đã qua sử dụng rồi nè các anh nè. Đã qua sử dụng rồi. Nó còn có 147 thôi các anh. 147 thôi các anh. Cặp này 230 nha các anh nha. Cặp này 230 về đến nhà. Mã số 2 nha. Cặp này 230. Các anh em cứ niêm yết cái giá ở trên đó bao nhiêu thì các anh trả tiền bấy nhiêu. Các anh không phải hỏi cho em rằng là tiền ship nữa. Tiền ship để em lo hết rồi. Rồi cặp này cũng vậy luôn các anh nha. Nó cũng giống vậy. Nó cũng giống vậy nha các anh nha. Nó cũng là 140 mấy à. Cái viên này thì 148 à. Đừng ký cái viên trắng này. Nó chưa có dấu sử dụng đâu. Mà cũng là 148 mà coi. Đó, các anh nhìn xem nha. Còn cái viên này nó cũng giống viên kia. Cái độ dày của nó là 6/4. À, cái viên này nó cũng người ta cũng chưa sử dụng đâu các anh. Nhưng mà nó có 149 thôi các anh. 149. Đó. Độ miệng của viên này là nó ghi là 60 nè. Độ nhám là 60 nè. Độ cát á. 60 nè, 60 các anh nha. 230. Lấy giúp em. Mã số 4 cũng 230 nha các anh nha. Về đến nhà. Rồi tới mã số 5. Mã số 5 thì đây là có những cái đĩa ha. À, cái đĩa. Cái đĩa đá này á. Cái đĩa đá này là nó hình đĩa nè. Hình đĩa sâu nè. Cái viên này thì nó hình đĩa cạn nè. Đó, các anh nhìn thấy không? Nó hình đĩa cạn nè. Còn cái độ miệng của nó thì nó ghi là 100 nè. Đó, 100 nè, 60 nè. Cái viên này là 46 nè, cho 50 nè, 50 100 nè. Đó. Viên này cũng là viên 46 nè. Nó ghi 46 nè. Còn viên này viên đá sâu nè, đĩa sâu nè. Đó, anh nào coi thứ nè, em cứ đưa hai cái mẫu đá này ha. Hai mẫu. Đó. Một đĩa là đĩa sâu này ha, như đĩa ăn cơm mình vậy. Còn cái này là đĩa cạn này ha. Đó. Về các anh coi thứ linh động thôi. Còn cái cốt này của nó thì em bỏ cốt vô cho các anh nha. Đó. Em đưa về cốt 12 ly 7 cho các anh. Em chỉ có cốt 12 ly 7 là cuối cùng thôi. Nó lớn nhất là 32. Đó. Cái cốt này là cốt 32 này. Đó. Em bỏ cái cốt của nó vô. Bỏ cái semi vô là nó còn về 12 ly 7. Đó. 150 một viên nha các anh nha. 150 một viên về nhà. À, em bán hay là em bán một cặp cha đi, một cặp 300 đi cho nó hay đi ha. Nhưng mà các anh dùng có một viên một thôi, 150 đi ha. 150 viên về nhà, anh nào cần viên nào thì lấy viên đó nha, giúp em. Đó. Đó. Viên màu hồng này ha, viên màu đỏ này ha, viên màu xanh, viên màu trắng. Đó, nó bốn màu nó phân rõ nha các anh nha. Đó, anh nào cần viên nào nhắn tin với em, mã số 5 lấy viên màu hồng. Đó, mã số 5 lấy viên màu đỏ. Em biết em gửi đi. Rồi, cảm ơn các anh nha, mã số 5. Đó, 5 mã rồi đó. Số điện thoại của em là 0903588867, Zalo và số điện thoại thường. Em sẽ để trên này. Đó, để tiền cho các anh theo dõi luôn. Rồi tới mã số 6 là cái viên đá bùn nha. Viên đá bùn này thì là mã cái độ miệng của nó là em cứ cho là 3000 nha, 3000. Cái đường cái độ dài của nó là 12 10 12 12 12 3. 100 123. Còn cái cạnh này là 100 105. Còn độ dày của nó là 32. Viên đá bùn nữa các anh nha. Viên đá bùn. Giá về đến nhà là 220 nha các anh nha. Hai mặt của nó đây. Đó, 220 về đến nhà. Rồi cái viên số 7. Viên số 7 là một cái viên đá mài dao. Cái viên đá mài dao này cái độ miệng của nó là 1000. 1000 nữa các anh nha. Độ miệng của nó là 1000. Thông báo với các anh là như vậy.
cái bảng của nó là bảng 6/8, dài của nó là 207, độ dày của nó là 28 mi, độ dày của nó là 28 mi nha các nha. Em có một viên một này thôi, một viên một à. Anh nào ủng hộ đi, số 7 300 về nhà. Rồi tới số 8, cái viên này độ mịn nó cao hơn viên kia em, nó không có chính xác lắm nhưng mà độ mịn rất cao nha, từ 3 cho tới 5 ngàn nha các anh, từ 3 tới 5 ngàn. Viên này thì là nó là 72, cái bảng của nó là 72, độ dày của nó là 33, độ dày của nó là 33, bảng rộng của nó là 72 mi, dài của nó là 209 mi, 300 về nhà nha các anh nha. Anh nào lấy cặp này mà giao xong liếc qua viên đá bùn này là đẹp nha. Còn anh nào ít tiền hơn chút thì lấy viên này. Đó. Mã số 8 đã qua các anh nha. Rồi tới mã số 9. Mã số 9 thì cái viên đá này là gọi là viên đá ly ha. Viên đá ly này cái độ mịn của nó ghi là 100 nha các anh nha. 100. Độ mịn của nó ghi 100. Cái bảng gáy của nó là bảng dày, nó dày là khoảng là 50 mi nè. Đường kính của nó là 150 nè. Đó. Hàng nó còn tem mạc hết đó các anh nha, bong chóc thôi. Hàng còn tem mạc hết. Còn độ dày ly của nó là 13 mi nha các anh nha. Đó. Còn cái thành của nó, thành điểm mà nó ôm vô trong cái cốt đó các anh nè. Thì nó cũng là 13 nha các anh nha. Nó là 13 luôn. Đó. Độ mịn của nó là 100. Viên này mã số 9. Mã số 9 là 300 nha các anh nha, 300. Em có hai viên. 300 về nhà nha các anh nha. Đây này, nó còn nè. Đó, mà của nó còn nè, nó ghi nó 100 nha. Đó, dòng này là dòng Curie Rectum. Có mấy cái chữ Nhật xéo đây là em biết đó. Rồi mã số 9 nha các anh nha. Mã số 9 nó là 300.000 về đến nhà. Rồi tới mã số 10, mã số 10 là viên đá đỏ. Viên đá đỏ này là Osaka. Cái phần gáy này của nó là nó bị mờ rồi, phần gít này của nó mờ rồi. Đường kính của nó là 150 nè các anh nha, 150. Còn cái dày, độ dày của nó là 990 nè ha. 90 mi nè ha. Còn cốt của nó thì những dòng cốt như vậy thì em có siêu bỏ vô cho các anh. Bỏ có sơ mi. Còn độ dày của nó nè, độ dày ly của nó là 13 nha, 13 mi. Còn độ dày của cốt là độ dày của thành á, cái thành mà để ôm ở trong cái cốt á các anh ạ. Thì nó là 20 các anh nhá. 20. Đó. Để các anh ôm vô trong cái cốt đó để anh canh bắt vô làm như con quay vậy á. Đó. Đường kính nó 150, nó dày là 90 mi. Còn độ thành này của nó là 13 mi. Còn cái cốt này đó, độ dày của cốt là nó là 20 nha các anh nhé, 20 mi. Gidin Gitch. Viên này về đến nhà là 400 nha các anh nhé, số 10. Tới số 11 là một viên đá đĩa nữa nè. Cái viên đá này nó cái độ mịn của nó cao lắm các anh nhé. Cái độ mịn của nó thì không biết là nó là mấy trăm các anh nhé, mình độ mịn rất cao. Em nghĩ tầm này nó phải là khoảng cỡ 400-500 gì đó, độ mịn của nó. Nhưng mà đặc biệt cái viên này á, các anh mà cầm cái con dao hay là còn cái cầm cái miếng thép á, mà các anh đặt vô là nó rít đó. Nó rít đó, nó bám sắc lắm nha. Nó rất là bám sắc đó, nó hình phễu như vậy nữa các anh ơi. Không biết là thiết kế để mình bắt vô trong cái máy của mình như thế nào. Nhưng mà em test là cái độ bám sắc của nó rất là cao, mà cái độ mịn của nó cao nữa, nên là em lấy nha. Đó. Không biết là nó là mấy trăm đây, độ mịn nó rất cao. Độ mịn nó là 500 hay 800 thì em không rõ nha. Đó. Cái viên này 1000 thì cái viên này 1000 thì em nghĩ cái viên này 800 nha. Độ mịn viên này 800. Rất mịn. Đường kính của nó là 153. Đường kính của nó 153. Cái độ dày của nó là 55 nha các nha, 55 mi. Còn cái độ dày chén của nó là 20 mi. Còn cái lõi trong này thì về các anh, nếu mà các anh, em không biết
không biết thiết kế như thế nào để nó ra cái này không biết nữa, để cho bỏ bỏ vào trong máy không biết nữa. Viên này về nhà là 250 các anh nha, 250. Rồi tới viên số 13, viên số 13 là một viên đá phá nha các anh nha. Viên này là Nippon Giden gì đây, Nippon Giden, Giden Gel, Giden Gel. Những dòng đá này là những dòng đá, đá chất nha các anh nha. Đó. Em có một cặp đá phá này, đá phá, đá này nó tầm khoảng cỡ 30 thôi các anh nha. 30 thôi. Viên này 230 về nhà nha. Đó. Đường kính của nó là 150 này. Độ dày của nó, là 1/8 nha các anh nha. Độ dày của nó là 1/8. Đó, 18 mm này ha. Còn cốt của nó thì em sẽ đưa về cốt 12.7. Anh các anh cứ nhắn máy cho em ha. Hiện tại bây giờ là cốt của nó là cốt 14. Hiện tại bây giờ là cốt của nó là cốt 16 này. Đó. Cốt của nhà máy mình như thế nào thì nhắn tin cho em nha. Em bỏ về, bỏ semi cho các anh nha. 230 nha. 230. Viên đá này 230 nha. Về đến nhà. Rồi, em sẽ quay camera xịt lại chút nữa. Em kéo cho nó xịt lại cho các anh tiện theo dõi luôn. Đó, các anh rõ chưa nè? Số điện thoại của em đó. Gọi ngay cho em đi. Số 13 nha. Số 13 em gửi tất cả anh một cặp nha. Những dòng đá này thì em đang một cặp. À, cái viên đá đỏ này ha, cái viên đá đỏ này nó ghi là 46 ha. 46 gig. Còn cái viên đá hồng này, cái viên đá hồng này nó ghi bao nhiêu gig đây? Cái này 46 thì cái này chắc là 60. Đó. Có nghĩa là một viên đá phá và một viên đá đá vừa vừa. Đó. Đường kính của nó là 150 nhá. Đá này đá chưa sử dụng đâu canh nha. 150. Còn cái độ dày của nó, anh nào coi thử cái máy của mình nha. Cái máy của mình, cái cốt của nó cho phép gắn được đá bao nhiêu á. Mỏng hơn thì được, mà dày hơn thì nó bị chờm ốc nha. Nó bị chờm ốc, nó không an toàn nha. Đó, nó chỉ có 13mm nha. Độ dày này là độ dày 13 này các nha. Độ dày 13. Đó, anh nào đang cần loại đá mà độ dày 13 thì lấy cặp này nha. Số 13, 380 về nhà nha. 380 về đến nhà. Số 13 nha các anh nha. Rồi tới số 14. Số 14 thì nó cũng vậy luôn các anh. Đó. Độ dày của nó là cũng là 13 mi nha các anh nha. Đó, 13 mi. Cái viên này với cái viên hai viên màu hồng nó là cùng một hãng. Còn cái viên đá này, cái viên đá phá này là cái viên đá 46 này các anh nha ha. Đó. Đường kính của nó là 150 luôn nha các anh nha. 150 độ dày. Độ dày của nó là 13 mi nè. Còn cát này là cát 46 này, cát là cát 60 nè. Đó. Số 14 nha, 380 về nhà, em đang hai cặp. Rồi tới số 15. Số 15 thì là cũng là đường kính 150. Nhưng mà độ dày nó cao, độ dày nó dày hơn, tại vì em bắt từng cặp một mà. Cái viên đá này màu xám nha. Độ dày của nó là 16 nha các nha. À, cặp này là độ dày 16 nè. Một viên đá 60, một viên đá 46 nè. Đó. Nhám, cái độ nhám của nó đó các anh. Còn cốt của nó thì em sẽ đưa về cốt cho nó về cốt 12.7 cho các anh nha ha. Số 15 nha, 400, cặp này 400 nha các anh nha. Cặp này 400, số 15 về đến nhà. Rồi tới cặp 16. Cặp 16 em đăng cặp này ha. Cặp này hai viên đá đỏ. Viên này là viên 36. Viên này là viên 36, còn viên này là viên 60 hay là 80 gì đây nó mất mặt mất rồi. Đó. Cùng một thương hiệu của nó này ha. Nhưng mà cái độ dày của nó chỉ khác cái độ dày thôi ha. Độ dày này là độ dày 20 mm nè các nha, 20. Độ dày này 20, đường kính của nó là 150 luôn các anh nha. Đó, đường kính nó 150. Các anh nhìn xem ha. Đó, cái viên đá mịn này thì nó hơi dăm dăm một chút chỗ này ha. Dăm thôi nha. Đó, cặp này về đến nhà là 450 nha. Anh nào có cái máy nào cần cái độ dày á thì các anh xem em giới thiệu á rồi chọn cho mình nha. Cốt nó ngắn thì các anh gắn đá 13, dày hơn là 16. Còn dày hơn nữa là 20 nha. 20. Cặp 16 này ha, cặp số 16 này 450 nha. Về đến nhà. Rồi tới số 17. Số 17 có một cái viên đá này là cái viên đá mịn nha các nhá.
cái viên đá này là độ miệng của nó khoảng cỡ 800. 800 á, 800 theo cái viên đá mài tây đó anh nha. 800 theo cái độ miệng của đá mài tây đó. Mà nó hơi ngặt cái là cái đường kính của nó là 180 anh nha. Đường kính của nó 180 thôi. Dòng đá này dòng dòng đá cứng nha. Đá cứng miệng phá nha, để các anh tút đó. Tút đồ những cái đồ nhỏ. Nó làm như thế này nè các anh nè, đó, nó làm le ra như thế này nè, anh nhìn thấy không? Đó, cái bảng này của nó nè. Cái bảng này của nó hiện tại là bây giờ là nó là 17 nè ha. Đó. Nhưng mà nó vô trong này á, nó làm gờ ra như vậy nè, đó. Nó chỉ có 12 thôi các anh. 11 thôi. 12 hay 11 thì em đo chính xác thôi. Thôi thì em cứ đo cái độ dày của nó là một phân cho báo cáo với các anh cho nên đi cho nó chuẩn đi, chẳng thà nó thừa một chút còn hơn là nếu mà không được các anh lại nhìn ngày cho nữa. Đó, viên này về nhà là 200 nữa các anh nhé. Viên đá này là viên đá chắc lắm các anh, cái nào dùng rồi thì biết, tại vì em cũng có đã bán nó rồi. Loại đá này nó đường kính của nó chỉ có 180 thôi. Viên số 17 các anh nhé, độ miệng cao nha, để các anh rà cưng những cái thứ tỉ mỉ. Số 17 200 về đến nhà nha. Viên số 18 là cho cái độ miệng đá của nó là độ miệng 80 nha các anh nhé. Độ miệng 80 thì em không biết là mình quy đổi qua cái phần mà mài tay thì nó là bao nhiêu các anh nha. Để mà tại vì cái thông số của đá mài tay với là đá mài máy nó khác nhau. Đó. Cái viên này thì có thể là anh về bỏ vào trong cái cốt ha. Cái cốt của viên đá mài nghịch nhá, mài nghịch của Tokusenko, những dòng đá 150 á, đường kính cũng là 150 nè, dày của nó là 25mm nè. Còn cốt hiện tại của nó bây giờ là nó mang cái, nó đang còn để cái cốt lớn như thế này. Cái cốt này là cốt ba mấy, cốt này cốt 29 30 rồi đó. Viên này 330 về đến nhà nhá, viên này 330 về đến nhà. Rồi cái viên này nữa, cái viên này thì cái độ mịn nó cao hơn nè các anh nè. Độ mịn cao hơn, dòng này là dòng nó dòng này là Curi nó tông hay là gì đó, tại vì nó có bông hồng nữa các anh ha. Đó, cái dòng của cái thương hiệu bông hồng. Đó. Cốt nó cũng lớn này ha. Nó cũng đường kính cũng 150. Đường kính 150, dày của nó cũng là 25mm nè ha. Rồi cốt nó cũng vậy, các anh về rồi gắn vô. Nó không có đá nước thì mình gắn cái viên đá này để mình mài dao cũng ok ha. Rồi mình liếc qua cái viên đá bùn thôi. Cốt của nó hiện tại bây giờ là cốt 26 rồi các anh. Cốt hiện tại bây giờ là cốt 26. Số 19 cũng 330 về nhà nha. 330 về nhà. Rồi tới số 20. Số 20 thì cái viên này là nó là độ cái độ cát của nó, độ gít của nó là 60 nè các anh nè, 60. 60 nha. Nó cũng là đường kính 150, độ dày 25mm. Cát của nó là cát 60. Viên này là 300 về nhà nha. Viên này 300 về nhà. Còn cái cốt hiện tại của nó là bây giờ là cốt 16 nha các nha. Đó, lỗ cốt 16. Viên này 300 về nhà. Đá càng rỗm hơn chút thì em sẽ bán nó nói hơn một chút. Đá mịn hơn thì nó hơn mấy chục ngàn. Rồi tới số 20, rồi tới số 21 thì em gửi tới anh một cái viên đá đĩa nè ha. Nó hơi mo nè các anh nhìn thấy không? Nó hơi mo nè. Nó mo khoảng 5 ly nha các anh nha. Nó mo khoảng 5 ly. Cái đĩa này gọi là em gọi là cái đĩa chẹt nha ha. Cái đĩa này nó gọi là đĩa chẹt, đường kính của nó là đá mới nha, đường kính của nó là 205 nè. Còn độ dày của nó là 1 phân ha các anh. Một phần đúng này. Đó. Còn cát của nó thì giờ thì em không biết. Mà cái dòng đá này là cái dòng đá siêu cứng đó các anh. Dòng đá này dòng đá siêu cứng để các anh mài. Cái dòng đá này là dòng đá công nghiệp nè các anh. Dòng đá có nghĩa là họ xay cái bùn ra. Họ xay bùn ra. Em cảm nhận như thế là nó nén lại từ bùn đó. 80 nè. Đúng rồi. Nó ghi là 80 nè, cát 80 các anh nha, cát 80 các anh nha. Cái viên này là 207 về nhà nha, còn cái viên này 300 về nhà. Đó. Hai viên nó bằng nhau nhưng mà cái độ dày của nó khác nhau, các anh nhìn thấy không?
Cái viên này một phân, còn cái viên này là 1/3. Viên này là 1/3 nha. Cái viên số 21 là 270. Cái viên số 22 này là 300. Về đến nhà nha canh nha. Canh nhận đá. Em đăng như là cái mục mà tiêu đề em đánh ở trên đó rằng là tiền ship để Điện Thái lo nha. À, nên là các anh bây giờ em có thông báo với các anh là như vậy. Em bán là đã bao gồm cái phí ship. Anh nào mà ở những vùng sâu vùng xa đó mà phải lo lắng với vấn đề tiền ship đó, Cao Bằng, Lạng Sơn, Yên Bái hay là Quảng Ninh hay là Cà Mau đó, thì không phải bận tâm tới vấn đề tiền ship nữa, em lo hết. Rồi tới số 23. 23 thì cái lốc này ha. Cái lốc đá đĩa này, đá mỏng này. Lốc đá mỏng này thì là những dòng đá này là những dòng đá cũng chưa có sử dụng đâu cả nha. 205. Các nhìn thấy không? 205mm nè. Còn cát của nó là cát, cát của nó là cát 80 nè, nó ghi 80 nè. Cát 80 nè, những dòng này là dòng Nottom nè, thấy không? Notoriki nè, nó ghi nè, Made in Japan nè. Made in Japan nè. Nottom. Nottom gì đó, Nottom Tourer gì đó, nó bung mạc nè, một viên này, hai viên nè. Còn hai viên trắng này. Độ dày của nó cũng xem nhau thôi anh các. Còn viên này là Notoriki nè. Còn viên kia là viên Kuri Nottom nè. Cái viên này là độ miệng của nó là 120 nè. Viên này cũng vậy nè. Đó. Độ miệng nó lớn hơn nha, cao hơn. Còn viên này là độ miệng nó 80 nè. Hai viên 80, hai viên 120 nè. Thì cái viên nào nó cũng như viên nào hết. Đó, màu hồng nè ha. Màu hồng, màu trắng nè, màu đỏ nè. Màu đỏ rồi. 170 viên nha các nha. 170 viên về đến nhà. Độ dày của nó thì nó xem nhau thôi. Nó cũng 6.5 ly một viên. 6.4 ly đó, theo cái bảng thông số của nó ghi là 6.4 ly sao anh. Số 23 nha, từng viên một, một viên là 170. Các anh nhận đá là 170 nha. Lấy viên nào thì nhắn tin giúp em. Rồi tới số 24 là cái viên đá này. Cái viên đá này là cái viên đá độ miệng của nó là 80 đi, 80. Đường kính của nó là 150, độ dày của nó là 25mm. Cốt của nó là 12.7, em đăng cặp này nè, đó. Số 20 và 24 nè, để sát nhau nè. Đó, viên này là viên đá phá nè, viên này là viên đá mịn hơn nè. Đó, cốt 2.5 ly nè, 25mm nè. Ai nào cần lấy một cặp này ha. 330, viên này 330, viên này 300. Viên số 20 là 300. Viên này 330 về nhà. Rồi em sẽ kế tiếp và nối tiếp nữa là mã số 24 rồi tới mã 25 em gửi tới các anh ba viên đá đỏ, những dòng đá đỏ đó. Đây là số điện thoại của em nhé, em sẽ để ngay bên luôn đó, ngay bên để cho các anh bị loáng không đó. Vậy có rõ không anh? 0903588867. Rồi tới viên số 25. Viên số 25 này là cái viên đá hơi lạ đây các anh. Đó. Viên này là viên Kuri Nottom nè. Những dòng này ha. Viên đá đỏ nha các anh nha. Cái viên này cái độ dày của nó. Độ dày của nó là 30. Độ dày của nó là 32 nha các anh nha. Nhưng mà nó đánh dày vô cỡ này, nó đánh dày vô này cỡ này nè. Nó là 37 nè. Độ dày nó 37 nhưng mà nó vô trong cái cốt của nó để nó âm hai cái con tán lại á. Hai cái con tán kẹp thì nó còn 22 nha các anh nha. Các anh nhìn thấy chưa? Độ cát của nó là cát 60 nha các anh nha. Đường kính của nó là 100 là 205 nè. Hàng này hàng new nè ha, Made in Japan nè. Hàng này các anh nào mà đã dùng qua một lần rồi thì chất vô cùng chất luôn nha các anh nha. Số 25 nha các anh nha. Số 25, 600 về nhà nha các nha. Rồi tới số 26, cái viên này thì là nó dày hơn, nó to hơn nhưng mà nó đã có dấu sử dụng rồi. Đó, nên là em bán sẽ bằng giá cái viên kia luôn. Các nhìn xem nha. Cái viên này á, viên kia thì 205.
Còn cái viên này là tới 220 nha các anh. Viên này đường kính tới 220. Độ dày của nó là 3/8. Nó rộng hơn, nó dày hơn. Đó. Nó rộng hơn, nó dày hơn. Mà cát của nó thì lớn hơn. Cát nó là cát 46 thôi các anh. Đó. Nó to hơn, nó nặng hơn, nó dày hơn. Nhưng mà em sẽ bán bằng giá viên kia. Vì nó bản thân của nó là 250. Nhưng mà người ta đã dùng rồi. Đó. Người ta đã dùng rồi. Có dấu sử dụng rồi thì nó rẻ hơn nha. 220, nó còn 220 nữa các anh. Đó, anh nào cần viên đá phá đi. Viên đá này đúng chất luôn nha. 600, viên này cũng 600 về nhà. Đó, là giúp em. Hàng đã qua sử dụng rồi thì nó giảm đi rất là nhiều nữa các nha. Rồi tới viên số 27. Viên số 27, cái viên này cũng là viên đá phá, viên này viên 46 nè các anh nha. Đó, viên đá phá 46 nha. 46, nó ghi là cát 46 đó. Đường kính của nó 205. Nó dày 25 mi. Đó, cát 46. Hàng đang còn tem mạc nha các anh nha, hàng chưa sử dụng đâu các anh. 500 về nhà. Anh nào đang còn cần những cái viên đá phá thì xem qua ba viên này giúp em nha, ba viên đỏ. Rồi tới viên số 27. 27 đã qua tới viên số 28. À, viên số 28, viên này nó cũng vậy, cũng độ dày của nó là 2/2, đường kính của nó cũng là 205, còn cát của nó cũng là cát 46 nha các anh nha, đá phá luôn. Anh nào thích màu xanh, tại vì các anh thường thích là màu xanh đó, màu xanh hoặc là màu xám đó, chứ còn các anh cũng chưa dùng những đá màu đỏ hay là màu trắng nên các anh chưa thấy được cái chất của nó. Còn thương hiệu của nó thì nó cũng giống nhau hết các anh nha, cũng là những dòng cao cấp không các anh nha. Đó. Những dòng Kurinoton hay là Noctoriki hay là những dòng những cái hãng đá của Nhật ha. Những cái hãng đá của Nhật. Đó. Viên số 28 này 450 nha các nha. 450 về nhà. Rồi tới viên số 29, em sẽ khai xịt kéo camera lại hơi với một chút. Viên số 29 là cái viên đá, cái viên đá này là viên đá từ bùn. Từ bột đá mà họ nén lên nha, họ nén thành một cái viên đá chứ không phải, họ không có làm từ cát. Đó. Những cái dòng này á, các anh cứ hình dung đi, những cái dòng này thì họ làm từ cát này ha, từ những viên cát. Còn cái viên này họ làm từ bột, họ nén lên ha, họ nén thành đá nên là cái mát của nó rất là cao nha, cái độ cứng á, em nói tới cái độ cứng mà họ tạo ra cái chất lượng cao để mà mình phá nha. Phá nhưng mà đến khi mà cái dấu phá của cái vật dụng của mình á, nó mịn. Đó, em nói vậy, anh nào ủng hộ viên này đi về dùng thử nha. Số 29, 650 về đến nhà. Em chắc là các anh sẽ chưa bao giờ dùng những dòng đá này. Nó cũng là 205. Độ dày của nó là 32 mi. Đó, còn độ mịn của nó thì là nó ghi nó là 80. Nhưng mà em nghĩ rằng là nó sẽ hơn 80 vì nó không để lại dấu xước. Nó không để lại dấu xước nha, rất là mịn, phá mịn. Đá mát cao các anh. Đó, nó bị ẩm, nó bay hết cái tem mạc ra uống. Vì các anh thích có tem mạc, đá màu xanh nha các anh nha. Mã 29, 650 về nhà. À, tới số 30. Số 30 thì những dòng đá màu hồng này là của dòng những cái dòng mà Kurinoton không nè. Cái hiệu của nó, cái hiệu đá màu hồng này là của Kurinoton sao các anh. Nên nó cũng mờ hết rồi. Cái độ mịn này của nó là 100 này các anh. Nhưng mà em không có cái cốt nào để bỏ vào đây. Tại vì cái cốt lớn nhất mà cái cốt mà ở thị trường người ta bán á, là nó chỉ có 32 thôi. Mà thằng này nó tới 50 các anh, 49, 50 ra. Nên là nó không có cái siêu nào để mà bỏ vào đây, để mà em trồng vô. Đó. Nên là các anh, nếu mà lấy nó là em sẽ bỏ thêm cái cốt về cho các anh. Rồi còn cái phần của nó thì các anh đổ thêm cho nó thôi. À, đổ thêm cho nó, lấy những ống bình minh trồng vô cho nó thôi. Độ mịn nó 100 nha. Đó. Độ mịn nó 100. Còn đường kính của nó vẫn là 205 nè các anh nè. Độ dày của nó là cũng là 25 mi nè. Đó, độ mịn là 100 nè. Đó. Viên này 500 về nhà nha. Đó, em để một cặp á. Em thường thường là hay bắt một cặp. Bắt một cặp để các anh so sánh nha. 25 chẳng hạn như viên này ấy. Viên này đó, lấy cặp này nè. Anh nhìn thấy không? Độ dày nó giống nhau nè. 25 nè. Đó, độ mịn này 100, độ mịn này là 46 nè. Độ đúng cặp phá nè. Đó, em để sát vô để cho anh lựa luôn nha. Số 30, 500 về nhà luôn các anh nha.
Rồi tới số 31, 31 và 32 làm những cặp đá dày nha. Những cặp đá dày cho những cái máy lớn, máy mà đường kính 205 hay là 250 độ các nha. Đó, cái viên này nó cũng đã qua sử dụng rồi nè. Nó cát của nó là cát 80 nè các anh nè. Bây giờ cái đường kính của hiện tại giờ là 220 nè ha, 220 mm nè. Còn bản dày của nó là 50 mm nè. Đó. Đây là phá mịn nè ha. Cát 80. Cát 80 nha các anh nha. Số 31 900 nha các anh nha. Viên này 900. Các anh nhận đá là 900. Viên này đã qua sử dụng rồi các anh. Tại vì em để sát vô như vậy đó. Chẳng hạn như cái viên này là cái viên này là nó ghi là 120 nè, độ mịn 120 nè. Đó. 120H nè. 120 là cái độ mịn 120 đó các anh nha. Đường kính của nó cũng là nó, đường kính của nó cũng 205 này các anh nha, 205 nè. Độ dày của nó cũng là 50 nè. Đó, anh nào lấy một cặp đó. Bằng giá tiền nhau thôi, mà viên này là nó lớn hơn được 2 phân. Độ dày nó bằng nhau. Cái viên này là cái viên mà 120, còn cái viên này viên 80 nè. Đó, độ mịn 80 nè, về các anh dùng. Đó. Số 31 900. Số 32 cũng 900. Viên này là hàng mới nha các anh nha, hàng mới chưa sử dụng. Rồi tới viên số 33 nha các anh nha. Hôm nay em gửi tới anh cái 40 số thôi. 33. Số 33. Đó, đây là số điện thoại của em đây. Chắc là lần sau em làm, em dán cái miếng giấy này cho nó đứng nghiêng như vậy cho các anh nhìn cho rõ này. Rồi tới số 33. 33 là bây giờ là tới dòng đá 250. Dòng đá đường kính 250 và độ dày của nó thì từng viên một em sẽ review cho anh kỹ, và đường kính 300. Còn lại 2 4 6 8 7 viên nữa. Đó. Rồi em sẽ up lên nha. Up lên là em gửi hàng đi cho các anh, rồi trong những ngày đó thì em sẽ vệ sinh đồ dụng cụ. Em sẽ đăng bán. Cảm ơn các anh vì đã ủng hộ, đã xem rồi đã chốt hàng của em trong cái clip vừa qua cũng rất là nhiều người. Các anh đang còn cần những đồ dụng cụ nhưng mà rồi em chưa có dụng cụ, những đồ hot để các anh ủng hộ. Rồi tới số 33, 33 là một cái viên Notriki nè. Độ phá của nó là 36 các anh ạ. Độ phá của nó là 36. Notriki đang cần hàng new ha, hàng này là hàng new nhá. 255 độ, đường kính của nó 255, độ dày của nó là 25 mm. Còn cốt hiện tại bây giờ là cốt của nó là cốt 18. Cốt hiện tại bây giờ là cốt 19 nha các anh nha. 18, 19 gì đó. 19 nha các anh nha. 19. Viên này 700. Hàng đang còn new zin nha các anh nha. Đó, hàng này đang còn new zin. Hàng này đang còn từ trong kho ra luôn. Số 33, 700 về nhà. Rồi tới số 34. Số 34, cái viên này là cái độ mịn của nó là độ mịn 80. Đó, em để một cặp nè. Độ dày nó bằng nhau nè, 25 mm nè. Đường kính 255 mm nè. Đó. 255 mm nè, thấy không các anh, thấy không? Dấu dít nè ha. Dấu dít nè. Rồi còn bên này còn những cái chữ gì nữa để quảng cáo luôn. Thôi nó có chừng đó chữ thôi, còn những chữ này mình không đọc được. Đó. Độ mịn của nó là độ mịn 80 nè. Anh nào sưu tầm cặp này đi ha. Viên này 800 nha. Viên kia 700, viên này 800. Đó, cái viên mà độ mịn càng cao thì giá nó càng đắt hơn. Số 33 và số 34, viên 700, viên 800. Lấy giúp em. Rồi tới cái viên số 35. Hàng đã còn tem mạc nè. Độ mịn này á, độ mịn này là 60 nè các anh nhé. Độ cát 60. Cái dòng này là cái dòng mà các anh yêu thích nhiều nhất. Vì cái chất đá của nó khủng khiếp lắm. Nó ăn đá, nó ăn thép, ăn sắt, tất cả những loại thép của Nhật. Thông số của nó là 255 nhân cho cốt 25 nhân cho 19,5 là cốt.
Còn độ dày của nó là 25mm. Độ dày của nó 25mm. Còn cốt của nó là 19.05. Đó, nó ghi rõ. Còn cái cát của nó là cát 60. Viên này 750 về nhà. Đáng sưu tầm nha các anh nha. Đáng sưu tầm những cặp đá như vậy để bắt vô trong máy. Ai nào đã có những cái máy lớn rồi mà để mà vừa làm mà vừa để ngắm nghía nó thì chọn ủng hộ em một cặp về bỏ vô. Bật máy lên là nhìn thấy nó cũng mê tơi. Và vấn đề là hiệu quả của nó, hiệu quả làm việc của nó rất là cao các anh nha. Rồi tới số 36. 36 là cái dòng, một cái viên đá mà cái viên đá nó Kentucky này ha, những dòng này nè. Các anh nhìn xem ha, những dòng này. Những dòng này nó giống như những dòng này. Cái viên đá nó nhẹ hơn. Có nghĩa là họ đổ như thế này, nó tạo ra cái viên đá nó xốp hơn. Nhưng mà nó dùng phá đá, bằng hóa chất, bằng những cái hợp chất của họ. Đó. Nên các anh nhìn xem ha, cái viên này là cái viên Nottiriki. Còn cái cát của nó thì bây giờ uổng cái là cái chỗ này nè, cái chỗ này là cái chỗ mà nó hay ghi cái thông số cát nè. Thì nó lại mờ mất rồi. Nhưng mà nó tương thích là có 80 nha các anh nha. 80. Em cứ nói như vậy đi. Độ dày của nó là cũng là 25 này, đường kính cũng là 255 này. 255 này. Các anh ủng hộ những cái loại đá này ha. Về em quảng cáo là phải là đúng. Nó không 100% thì phải là nó phải chính xác 90% thì em mới dám nói. Tại vì em bán có bảo hành mà. Em rất nhẹ nhàng trong vấn đề mà trả về. Vì nếu mà mình bán không đúng, mình lấy tiền của khách mà không nói không đúng là khách có quyền để trả về. Đó. Và rồi em nghĩ là thêm mấy chục ngàn hay 50 ngàn, 70 ngàn, 100 ngàn thì không nên nói dối đâu các anh à. Để mà bán được. Đó. Khách hài lòng em mới nhận tiền được. Đó, các anh như vừa rồi thì em có đăng những cái dòng đá mài tay đó, có 4 viên đó, có 2 viên đá mài tay đó. Mà những dòng đá gọi là nó cũng là dạng này đấy các anh. Nó cũng là dạng này, nó cũng là nó đổ tổ ong theo kiểu này. Mà nó cũng là hình, nó cũng là những cái bột đá nó nén lên thôi. Để nó chuyên, để nó phá những loại thép hoặc là những cái viên đá bùn. Để sạc đá, mặt đá bùn mà em bán 400 ngàn một viên. Mà rất nhiều anh vô cần tới nó và em nói về cái sự thật của nó. Nên là khi các anh mà đã nhận được đá rồi thì nhiều anh nói rằng là chưa bao giờ thấy được viên đá như vậy. Mà giờ không có. Đó. Lâu lâu nó chèn vô ở đâu đó, nó về nó vứt đó thì nó được mấy viên thôi. Đó, những dòng đá này của nó, nên là cái mác của nó rất cao nha cả nhà. Đó, cái mác của nó rất cao, cái chất phụ gia của nó rất cao. Nó phá sắt nè, nó không mòn đá nè. Và đặc điểm của nó là nó không để lại dấu xước. Nó để lại dấu xước thấp á. Viên này 800 về nhà, số 36 nha cả nhà. Số 36 800 về nhà. Rồi tới số 37. 37 là cái viên đá này ha, pin này Curinoton này ha. Curinoton, đường kính của nó cũng là 255 nha các anh nha, 255. Độ dày của nó là 32mm. Còn thông số cốt của nó thì nó mờ mất rồi, còn cát của nó là cát 60 các anh. Cát 60 nha các anh nha. Đó. Cái phần cát nó ghi đây mà nó còn có số 0 không mà. Curinoton dòng này là dòng Made in Japan nè cái này. Đó. Viên này 900 về nhà. Dày 3/2 nha các anh nhé. Số 37, 900 về đến nhà các anh nha. Rồi tới số 38, 38. Tại vì cái viên này á là cái viên nè, hai viên nó khác nhau nè. Một viên mịn hơn, một viên 600 nè ha. À quên, một viên 60, một viên 380 nè. Cái độ cát của nó cả nhà, 60, cái viên này 80 nè. Viên này là viên gọi là cái viên Curinoton nè ha. Cái dòng nó có bông hồng nè. Nhưng còn viên này thì cái mạc nó rớt mất đâu rồi. Còn để lại hai cái miếng này thôi. Số 38 ha, đường kính cũng nó cũng vậy coi. Cầm viên đá nặng quá em phải để đùi. 255. Đường kính 255, độ dày của nó cũng là 32mm. Còn cốt của nó là cốt 27 nè. Cốt mấy đây không? Cốt hiện tại coi như là cốt 24 thôi. Cốt 25. À, nhân cho 25. Cốt 25 này các anh nha. Bông hồng nữa các anh nha. À, những cái thương hiệu bông hồng như thế này các anh không có đắn đo nữa ha. Không có đắn đo.
em bán hàng Nhật, em bán đá Nhật, em bán đá chưa sử dụng, đá mới nha, dùng như đá mới. Còn cái viên nào mà nó có dấu sử dụng mà thì thường em giảm tới 25% thôi. Rồi viên này cũng vậy các anh, viên này cũng vậy luôn, cho dù nó mịn hơn, nó mịn hơn các nha, cũng 900 về nhà các nha, 900 về nhà. Đó, cái viên 60 với viên 80 nha, các 60 với các 80 nó cũng tương thích với nhau. Rồi, rồi tới số 39. 39 là cái viên đá màu hồng, cái viên này cũng cu ri nát tông rồi ha, đường kính 300, có viên đá màu hồng nó hấp dẫn mình quá nên 305 các anh nha, đường kính 305. Còn cát của nó là cát nó là cát 80 các anh nha. Một mặt mất rồi, một mặt mất. Cát nó là độ cát của nó là cát 80 này các anh nè, made in Japan nè. Đó, hàng này made in Japan nha. Đó, một bông hồng, hai bông hồng, ba bông hồng nè. Những cái dòng mà có bông hồng cho dù nó bị mất đi ha, nó mất cái tem đi thì nó vẫn đóng bông hồng này các anh nha. Các anh nhìn thấy không, bông hồng của nó nè, dấu của nó đó, nó cũng là curry nó tông hết các anh nha. Đó, curry nó tông, nó viên này 1,3 triệu về nhà nha. Số 39, cái độ dày của nó là 3/2, độ dày của nó là 3/2, đường kính của nó là 305 nha các anh nha. Còn cốt của nó là cốt 25, cốt của nó là cốt 25 này các anh nha. Viên này 1,3 triệu, viên này 1,3 triệu, các anh nhận đá giúp em. Rồi tới viên số 40 là cái viên cuối cùng, viên đá hợp kim, viên đá lạ. Cái viên đá này để nó mài gì, thứ gì đây em không rõ nữa. Đó, nó mài thứ gì các anh nhìn thấy ống ánh của nó, cái đồ ống ánh của nó đó, nó như kim sa vậy các anh, nhưng mà nó phân ra thành hai màu, hai độ khác nhau các nha. Cái độ mịn này cao, độ mịn này cả ngàn này các nha, cái độ mịn này rất là cao nè. Đó, cái độ mịn này rất là mịn nha các nha ơi, cái độ mịn cao lắm các nha, nhìn hai độ mịn nè. Những dòng này là 1800 hay 1700 hay 600 gì đó, hai cái độ mịn nó khác nhau rồi các anh, mịn lắm, mịn như đá mà, mịn hơn cái viên đá mà giao. Tại vì cái viên đá mà giao kia là độ mịn nó 1000, nhưng mà em rờ vô thì nó vẫn là nhám, còn cái viên này nó trơn nè, cái mặt này nó trơn nè. À, còn cái độ mịn này nè, cái khúc này nè, cái khúc này thì nó nhám tương thích với cái viên đó nè. Đường kính hiện tại bây giờ là viên này đã qua sử dụng rồi các anh nha, đường kính hiện tại của nó là 240, chắc là nó là 250 đó các anh nè, nhưng mà nó còn 240 sao các anh. Đường kính nó 240 nè, còn độ dày của nó nè là 40mm nè. Còn cái cốt này của nó là cốt bự quá, em không biết nha. Cái cốt này là cái cốt nó lớn nè các anh nè. Hiện tại bây giờ là cái mâm của nó là 90mm nè, cái lỗ này là 90 nè. Đó, các anh nhìn thấy không? Đó, về bắt vô, bắt vô máy để dùng cái gáy này ngon lắm nha các anh nha. Và viên này về nhà là 1,3 triệu nha các anh nha. Số 40 là cái số cuối cùng, à coi chưa phải cuối cùng, nó ghi ở đằng sau này, nó ghi là 10-40 gì đó em không rõ nữa, có mấy cái chữ Nhật à. Số 40 nha, 1,3 triệu về nhà, các anh nhận đá giúp em. Anh nào cần để mà nghiên cứu cái đồ mịn này ha, cái đồ mịn này, cái chất đá này nha, 1,3 triệu về nhà nha. Rồi, số 40 là coi như mình đã hết đi ha. Rồi em sẽ gửi tới các anh cái số điện thoại này một lần nữa này, để cho các anh khỏi phàn nàn nè. Gọi cho em hay nhắn tin Zalo em chờ. Em chốt hàng cho các anh và gửi đi cho các anh. Em sẽ đóng shop, các anh yên tâm ha. Về đến nhà các anh bình yên thì lúc đó thì em mới lấy tiền. Chứ còn không bao giờ mà em mới gửi lộn hàng thì em mới gửi cái khác. Rồi cuối cùng có 4 cái này nè các anh à. Em lấy 4 cái này nè, nhưng mà mấy bữa hôm em bán 350.000 một miếng, nhưng mà rồi chẳng có anh nào ơi hỏi, tại vì đường kính nó lớn quá. Cũng có anh hỏi nhưng mà rồi nó bảo nó lớn quá, đường kính của nó tới 400. Đường kính của nó tới 400 các anh nè. Đó, 400 mi luôn. Hàng này là hàng mới, hàng chưa sử dụng này ha. Đó, Okura mặt trời của Nhật. Hai mặt của nó đây. Còn cái gáy của nó như thế này nữa các anh nè.
nó là từng lớp vải vải một đó. Từng lớp vải một, bốn miếng vải nó may nó kẹp ở giữa là những cái sợi dây, nó giống như những sợi dây gai để đánh bóng đồng, đánh bóng sắt nữa coi nè. Đó, nên là nó hơi to đây, nó hơi to nên là em nghĩ, tại vì các anh hỏi nhiều cái dòng này nhưng mà tức là 200 thôi, 200 tối đa là 250 thôi, nhưng mà bây giờ thì, nhưng mà bây giờ nó 400, bây giờ lỡ lấy ra 400 rồi khoảng anh đang bán mà chẳng có khách nào hỏi, tại vì nó lớn quá nên giờ em off xuống rồi các anh về các anh độ chế cho nó được không, có thể là cắt nhỏ lại cho nó được không, chấp nhận vậy đi ha. Cắt nhỏ lại cho nó thành 250 hay 300 gì cũng được. Cắt bỏ đi hai lớp. Đó. Cắt bỏ đi hai nấc như vậy thôi ha. Một nấc hai nấc như vậy thì nó sẽ xuống còn 300 nè ha. Này nó còn 300 nè. 300 nó nằm máy ở đây. Trời ơi là trời. Phải 350 mới dùng được các anh nhà, chứ không nó phí lắm. Tại vì cái mâm trong này nó còn to quá rồi mà. Đó. Nên là bây giờ em bán cho các anh nè. Upsell luôn các anh chứ. 250.000 một miếng. 250.000 một miếng. Đó, về đến nhà các anh nhận này cho em, về nghiên cứu đi ha. Anh nào nghiên cứu có máy lớn về bỏ bớt đi 10 phân còn lại 300 các anh vẫn dùng được tốt nha. 250. 250 một miếng. Anh nào lấy hết 4 miếng cho em 1 triệu. Về đến nhà. Rồi. Đó, hôm nay em gửi tới các anh cái phần đá. Rồi ngày mai có thể là em sẽ up lại cái phần đá. Rồi những ngày đó thì em vệ sinh cho máy móc cũng như là những cái dụng cụ để gửi cho các anh cho nó nóng. Rồi thì Thái xin cảm ơn một lần nữa gửi tới cho em cái ngón tay này nè. Canh mở ra xem là mở bấm vào trong ngón tay đó, cứ bấm vô ngón tay đó là em đăng lên là ngày mai là em đăng lên lúc nào là các anh sẽ nhìn thấy ngay, các anh sẽ kéo qua. Những cái dụng cụ gì đó hay là những cái viên đá nào các anh cần kéo qua tới đó, các anh dừng lại xem trong đó thôi rồi off gọi cho em. Điện Thái xin cảm ơn và chào tất cả mọi người. Cái khung giờ em đăng là 19 giờ cho tới 20 giờ. Cái khung giờ em đăng là 19 20 giờ nhé các anh nhé. Một tuần có thể rằng là 2 clip hoặc là 3 clip. Rồi, Điện Thái xin cảm ơn và chào tất cả mọi người.